Hi, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái tựa game mới, đó là Black Mesa. Thì cái đây là cái bản làm lại của Half-Life ấy. Hay người của Việt Nam mình hay gọi là Half-Life Ma đấy. Thì đây là cái bản làm lại của nó, đồ họa đẹp hơn. Theo cái cảm nhận của mình nó còn đẹp hơn cả Half-Life 2 nữa cơ. Rất đẹp luôn á. Và mình chơi thử được một đoạn rồi, khá hay. Và mình đã đi được 2 phần rồi, 3 phần chứ 4, đúng rồi, chính xác là 4 phần, mình đi qua 4 phần rồi. Giờ thì mình đang tới cái nhà máy này mà mình không biết là mình đang... Không nhớ là... Thực sự là cái game này là mình chơi rất lâu rồi và cái bản cũ mình nhớ đường dữ lắm. Nhưng mà sang cái bản mới này thì... Úi giời, nhiều lúc còn bí đường nữa đó. Ok, ta tới nơi rồi, ta sẽ đi tới phần last bit gì đó. Thì cái phần này là giết một cái phần, mình phải tìm cách mình giết cái con quái vật gì á. Giết một cái con quái vật ba đầu cho là gì. Chỉ là như không biết cái bản này nó có cái con quái vật kia không đó. À đây có, đúng rồi nó luôn có. Mày chết chưa? Chết. Ê. Giờ thì tao bật cái này hả? À mở thang máy. Đúng rồi, dơ. Cái đường đi ở trong đây thì nó làm logic hơn bản cũ. Hay bản cũ thì mình nhớ rồi, nó có cái thang máy gì đó ở dưới đây, dưới đất nè. Nó không có logic, còn này thằng máy đẹp. Mà bạn thấy độ họa cũng đẹp rồi. Mà FPS gì tới 200 mấy kìa vậy, được 300 luôn. Sâu thế. Xuống đây giờ chưa hết nữa. Ok. Cái xe có giáp không? Mình giáp nó đi max speed luôn. Ui này. Trời ơi, bắn trường cây nó dằn. Đấy, dừng được lắm. Ê. Ta biết mà, cái đạn cũ nó cũng bị che gì. Chắc quá học. Đây là... Ok, à đây. Đúng rồi, mình nhớ đạn này, cái đạn cũ là đi qua cái cống. Dưỡng không mày? Ở đâu? Phải... Mình lóc mấy cái ống cống này chứ một. Đi được, à đây qua được. Đây. Có còn cái đây nữa hả? Ui. À, dính rồi. Mất còn dép. Đây là cái thằng này đang mặc cái áo chống thuốc, chống hoa chất khoa học mà. Gì mấy thím.
chết luôn rồi. Warning. Hazardous chemical detected. Áo này chắc ghê. Chắc là giải ngứa thằng này thôi chứ. Má đồ họa đẹp chứ. Súng rồi đã làm thiệt hơn luôn. Honda Honda hết đẹp rồi. Sắp đẹp sắp hết đẹp rồi. Bắn cái này. Đúng rồi, giờ tới cái đoạn mà mình đi mình thấy con thú ba đầu. Đi. Ui. Đồng thế. Tìm. Đẹp ghê, mình công nhận luôn á. Ờ, không có gì này. Ê! Man. Must fire the rocket engine. Destroy the damn thing before it gets any larger. Huh? Okay, bye. Okay. Cái này làm gì cơ nè? Thằng này chắc chết rồi. Chết mẹ đây. Hey, be quiet. This thing hears us. Mày nói cái con này nó nghe thấy âm thanh đúng không? You're gonna try to make a break for the fuel annex. You with us? Tao biết mà. Con này nó nghe thấy âm thanh đó vậy luôn. Siêu bốn. Bắn xuống dưới đó. Đấy. Ôi. Ơ. Ngu người. Nghe hết giáp của tao rồi. Nghe cái chiếc chuột bị khốn này. Nhanh không? Lắp đinh nữa. Trò này nó có cái đặc điểm nó gì là sau mỗi mẹ sẽ có cái màn lắp đinh của nó. Này đường đi nó dài. Ngay mà.
Phải qua đây. Quên, mình cứ nói bắn cây này, cây này hết đạn rồi. Ghê thế. Dạng kinh gì thế. Mà có cái được. Ê, hết hồn. Bị kẹt. Chạy rồi, chạy lại. Hay như cái bị kẹt kia. Có mạng. Chạy này bị chết nhiều lắm nên cũng phải có kiên trì với nó. Cái lỗ nào đó xuống xuống nè. Ok, đây làm gì đây? Ghiếu mấy con. Ê đi lắm. Khung cảnh nhìn chẳng khác gì kinh dị, kim kinh dị. Mình cần cái nắp. Cái nắp được bỏ ở đây nè. Phải đâu ta? Trời ơi, mấy dấu trong đây. Ê! Ê, đồ của tao. Ok, bỏ được hai cái kia rồi. Còn cái nữa. Có bình máu. Máu. Đang sụp game coi. Đâu được. Còn cái nữa thôi là chúng ta sẽ mở được rồi. Mình chơi trò này chơi bản quyền luôn. Tại đang Autumn Sale ở trên Steam nó giảm một có 75.000 rồi. Mình mua về luôn. Nếu gì thế? Phải kích
thì gọi là phải kích. Khốn nạn thiệt chứ. Hên quá. Cái này luôn. Lúc tôi chạy. Có đèn Anaconda nè. Súng này lại gần hết đèn. Phải. Chạy chạy chạy. À đúng rồi, mình nhớ rồi, xuống dưới đây nó có cái thang máy nè. Mình mở cái thang máy, cái điện, cái chỗ thang máy đó. Mới phải thang máy nữa, cái cục cấp điện hay gì mình cũng không nhớ nè. Biết mà. À, mình nhớ thời kỳ là chơi này là có ba con đó đó. Ê. À mình nhớ rồi, đoạn này là nó cái thằng máy bị hư rồi, biết chạy bên đi đường bên kia, chuẩn bị nhảy ra nhanh cực nhanh luôn rồi. Cái thằng máy này nó sụp sao không ta? Đây 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 đây, nó mà rớt xuống kia là mình nhảy ra liền. Xuống đi, xuống xuống xuống. Đây 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 đây. Tức rồi, tức rồi. Ghét rồi. Tốn máu hết ngựa dép. Thằng này là rớt xuống luôn. Yếu yếu. Mày rớt mẹ luôn đi. Rớt luôn. Ê ê ê, không đùa nha. Ê ê ê, lên nè. Hết máu. Seek medical attention. Ta đã hết máu. I hope no one expects me. Mày đừng nói gì tới giờ, giờ ta không biết phải đi đường nào. Smithers went down there and never came back. Khu vực này. Có giáp này. Ê. À đi
vô đây luôn hả? À đúng rồi, nhớ rồi. Ê, quên. Lên đây. Ok. Này như có mấy con nữa. Còn con ở đâu đây nữa? Phải bắn hết luôn để chút nữa đi, cái nhiều lúc nó dướng lắm. Còn ở đâu đây nữa? Có không ta? Hết. This is my hiding spot. I'm not moving until the situation is drastically improved. Now go away and don't tell anyone I'm here. Thằng đó nó kêu làm đi luôn đi. Chỗ này là chỗ của nó rồi. À, về giết quái vật ta đâu? Ai? Cái phần này nó hay, cái nó có dạt ha. Nó định chỉnh cái chỗ leo thang này, nó phải mất cái súng đi nữa. Cho nó thiệt. Ok. Được. Rồi, về giết quái vật ba đầu thôi nào. Súng dơ quá. Hết mẹ đạn luôn rồi. Rồi, qua bên kia đi. Nè. Ok. Đây đường rồi, ok. Đi đây nè. Ok, tạm biệt với dịch ba đầu. Well, I guess it's true. If it bleeds, you can kill it. Cảm ơn ơi. Nổ hết rồi. Yeah. Giờ đi xuống dưới kia nữa. Ok. Hình như cái phần ở dưới này nó đi xuống dưới là mình đi đến cái đoạn là on the road đó, là trên đường ray đó. Đúng rồi. Lúc đó mình đi đường, mình mở cái đường xe lửa, cái mình đi xe lửa không. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.